Ta nghe nói huynh là thích khách giỏi, ta muốn mời huynh giết một người giúp ta. Ai nói với huynh ta sẽ giết người? Xin huynh giúp đỡ ta. Trước nay ta không giết người vì tiền. Khách quan, xin mời. Tiểu nhị, thêm một giò rượu đi. Nè, có ngay. Uống tiếp đi. Hai vị khách quan, rượu của ngài nè. Chúc ngon miệng nha. Trang sĩ, xin hỏi huynh không giết người vì tiền hay là không giết người? Ta cũng không giấu tiên sinh, ta từng làm lính ở Tề Quốc, ta từng giết người, ta căm ghét giết người. Bây giờ sống bằng nghề săn bắt, hiện tại cuộc sống khó khăn, những sản vật trong rừng khác đều không bán được tiền, nên dùng chùy nặng săn gấu, lột da gấu ra, còn bán được giá cao một chút. Tần Dương bạo chính, hà khắc như hổ, thời thế quả gian nan. Tiên sinh nói vậy rất phải, thời thế hỗn loạn, tai họa liên miên, mà hoàng đế lại ngăn cấm tự làm vũ khí, dù là dùng để săn bắt cũng không cho phép. Trên đời làm gì có đạo lý như vậy? Vậy mà quan lại chỉ biết a vua hùa theo, không làm việc chính. Bá tánh lên phố tìm đám quan lại nói lý lẽ, bị xem là kết bè đảng, lập tức bắt giết. Cuối cùng khiến cho người người phẫn nộ, thiên hạ không loạn sao được. Trang sĩ quả nhiên là lời nói bất phàm. Tuy ta và huynh chỉ có duyên gặp lần đầu, nhưng huynh lại thẳng thắn không kiêng dè, tại hạ bội phục. Mời. Mời. Tiên sinh quá khen rồi, trong lòng tích tụ vô số chuyện muốn nói từ lâu, nhưng không ai dám nghe. Đại trưởng phu lo cho thiên hạ, tiếc là một thân võ nghệ này không chỗ dùng tới. Trang sĩ, ta đi khắp thiên hạ tìm kiếm danh sĩ, hôm nay gặp được tráng sĩ, có thể nói là gặp gỡ quá muộn rồi. Tráng sĩ thân hình cường tráng, tướng mạo bất phàm, chắc chắn không phải người tầm thường. Trương Lương có một việc khẩn cầu, mong là tráng sĩ dốc sức giúp đỡ cho. Cứ nói. Trang sĩ, lời này nói ra kinh thiên động địa, trang sĩ có sợ không? Cứ nói đừng ngại, ta từng tuổi này chưa biết tới chữ sợ là gì. Được, mời theo ta về nhà nói rõ. Tráng sĩ quả nhiên là có thần lực trời ban. Trời xanh trên cao, có Thương Hải quân giúp ta, lo gì không diệt được Bảo quân. Trang sĩ có ý gì? Cảm tạ tiên sinh đã cho ta cơ hội này. Công lực cả đời của tại hạ chỉ đợi một đòn chấn động thiên hạ này thôi. Được.
thư phòng tiên sinh. Chúng tôi là dân đen, là mãn hèn, còn huynh là hậu duệ năm đời của hàng tướng. Hôm nay là phải cùng bọn ta đi vào chỗ chết. Huynh đi đi thì hơn. Huynh nhớ kỹ, ta ở lại đây không phải vì chứng tỏ dũng khí của thất phu. Hôm nay ta giết Tần, càng không phải vì lưu danh ngàn đời. Chúng ta không giống như Kinh Kha và Cao Tiệm Ly, bọn họ có thể tới gần doanh chính. Nhưng mà lát nữa ở giữa vạn quân, muốn đoạt tính mạng của doanh chính, nhất định phải nắm chắc tất cả thời cơ. Đều nhờ ở huynh. Tư phòng tiên sinh, huynh quá lời rồi. Hôm nay dù ta có liệu cái mãn hèn mọn này, cũng phải giết chết Tần Dương. Nhờ huynh rồi. Ra tay đi. Đợi thêm lát nữa. Đợi xe cách chúng ta gần thêm chút nữa. Chua, chua. Dương tướng quân, ta thấy nơi này có vẻ không an toàn, cứ nên dẫn người tới phía trước xem thử đi. Dạ. Chua, chua. Chua. Doanh chính ở trên chiếc xe đó. Huynh nhìn thấy người cưỡi con ngựa màu nâu đen rồi chứ? Hắn là Chương Hàm. Hắn chính là hộ vệ bên cạnh doanh chính. Hắn đứng bên cạnh chiếc xe đó. Doanh chính có khả năng đang ở trong xe đó. Chua. Dừng. Triệu phu lính, tại sao lại dừng xe? Nơi này núi non hoang vắng, mấp mô gập ghềnh, ta cứ có cảm giác bất an. Nay bốn biển đã thống nhất, thiên hạ thái bình, lúc này lại là giữa ban ngày, đường lớn bằng phẳng, đại quân đế quốc đi theo hộ giá, có gì không ổn? Ngươi nhìn đi, nhìn đi, bây giờ là lúc mặt trời sắp lặn, trăng lúa đằng đông, còn là ban ngày ban mặt cái gì? Chưa kể nơi này gồ ghề nhấp nhô như vậy, đường lớn bằng phẳng cái gì chứ? Cũng được. Thuộc hạ sai người dò xét xung quanh nghiêm ngặt. Chúng ta mau chóng đi qua nơi này. Đi đi. Dạ. Chua. Chua. Ta cứ cảm thấy nơi này có luồng tà khí. Đại đội, tiếp tục tiến lên. Đi. Tư phòng tiên sinh bị phát hiện rồi, làm sao đây? Liệu chết đi chung đi. Đây là đội quân đi trước, là do thám. Đợi thêm lát nữa đi.
Dừng! Có mai phục! Bộ giá! Bảo vệ hoàng thượng! Bộ giá! Bảo vệ hoàng thượng! Bộ giá! Bảo vệ hoàng thượng! Bộ giá!
về công chúa. Thời bẩm bệ hạ, có một thích khách bị thương trốn thoát, thích khách còn lại đều đã bị giết. Còn có một tên nữa, ai hả? Thần đã phái người truy nã khắp nơi. Tình hình sao rồi? Hoàng đế và thần hy công chúa bình an vô sự. Xe phụ bị đâm trúng đó là hoàng thúc ở bên trong. Vốn dĩ hắn không nên ngồi vào trong đó, nhưng mà lão già đó xui xẻo, cứ muốn ra vẻ oai phong, nói mình thân là hoàng thúc, đúng ra phải cao hơn văn võ bá quan. Cao thì có cao rồi, chỉ là cuối cùng thì có đi không về. Bệ hạ may mắn, công chúa may mắn. Thiên hạ thật rộng lớn, cũng thật nhiều kinh khả. Thần tội đang muốn chết. Trong vòng 10 ngày, ta muốn nhìn thấy được thủ cấp của vị anh hùng này. Dạ. Trong vòng 100 dặm, giết không tha. Dạ.
Dạ. Lý thừa tướng, triệu phủ lệnh. Trường tướng quân ở giữa mưa tên cũng chưa từng cao mày lấy một lần. Việc giết thích khách lại càng là thần dũng vô song. Tại sao lần này sắc mặt của ngươi lại trở nên trắng bệch như vậy? Biển ngược mênh mông, địa thế hiểm trở, tại hạ quả thật không biết đi hướng nào truy bắt hung thủ. Nếu như không bắt được thích khách, thủ cấp của thích khách không dâng lên được, e là hoàng đế lại phải đại khai sát giới rồi. Tất nhiên vậy rồi. Có điều người thì có thiếu gì, giết không ngại. Chỉ là lần này bệ hạ nổi trận lôi đình, e là lại phải tổn hại thân thể. Triệu phủ lệnh, ý ngài thế nào? Đúng đó, phủ lệnh đại nhân, xin đại nhân chỉ rõ đường sáng. Lý thừa tướng, ngày mai cứ chuẩn bị sẵn vài thi thể. Để làm gì? Thích khách đó bắt được tôi thì tốt, nếu như không bắt được vậy thì đành phải mượn cái đầu của bọn chúng dùng tạm vậy. Phủ lệnh đại nhân vẫn là ngài sáng suốt. Bạn vua vẫn là ngài có cách hay rồi. Hai vị đúng là quá lời rồi. Triệu Cao ta chẳng qua chỉ là một cái bóng mà thôi. Súc sinh, suýt nữa hại ta rồi, lôi xuống dưới chém cho ta. Dạ. Dạ. Cái bóng là cái bóng của hoàng đế. Ý gì? Phần mộ chôn Thủy Hoàng Đế. Ý gì? Hả? Ý trời. Trẫm gian nan 20 năm, một đời cô độc, cuối cùng thống nhất giang sơn, dẹp yên nhân gian. Ý trời không dung sao?
trong vòng trăm dặm quanh đây. Dù là già trẻ lớn bé, trâu bò heo chó, giết hết toàn bộ. Giết rồi thiêu rụi, trong vòng trăm dặm biến thành đất hoang, vạn năm không một cọng cỏ. Dạ. Dạ. Vào đi. Ô, Tiêu đại nhân. Ý, Tiêu đại nhân, vừa hay ta hỏi người, ta muốn hỏi người chữ này đọc là gì? À, đố. Đố? Nghĩa là gì vậy? Nước chảy không hôi, bản lề không mọt. Nghĩa của nó là nước chảy sẽ không có mùi hôi thối. Bản lề chính là cửa nhà của các người, thường xuyên đóng mở sẽ không bị mối mọt ăn mòn. Sao rắc rối quá vậy? Đây nè nè, còn chữ này nữa. Chữ này ta nhìn thấy rất quen mắt. Chữ này cừu, nhìn thấy quen mắt chính là mông của ngươi đó. Cửu. Lưu ý hả? Nói chuyện nghiêm chỉnh đi. Lao dịch đã ban rồi. Vậy lần này là bao nhiêu người nữa đây? Tứ Thủy Đình nhờ ta nỗ lực tranh đấu giúp. 100. Hả? Bao nhiêu? 100. 100? Sao có thể được chứ? Hả? Ta kiếm đâu ra người? Vậy còn là nỗ lực sao? Nỗ lực cái gì? Một trăm người, tôi chịu thua. 100 người, không được thiếu một người nào, gom đủ trong vòng 10 ngày. Ta cũng hết cách rồi. Đây là ý chỉ của triều đình. Tôi thấy triều đình này sắp tiêu đời rồi. Việc trước đây triệu tập lao dịch chỉ là đợi những lúc nông nhàn, bây giờ là đang mùa vụ. Như quay đồng ruộng ai sẽ làm đây chứ? Hả? Ăn cái gì? Còn cho người tôi sống nữa không? Người nói bậy gì vậy? Người giữ mồm giữ miệng đi được không? Nỗi không kiên dè, người không cần cái đầu nữa sao? Đi đâu vậy? Ly Sơn. Ly Sơn? Ly Sơn là đâu? Cách Hàm Dương không xa. Đây đâu phải là đi lau dịch chứ? Đây là bắt người ta chết đó. Nếu mạng lớn có thể vài người sống sót trở về. Tiêu đại nhân, có thể nào bớt vài người được không? Bớt 5 người, 3 người. Một người cũng không thể thiếu. Ta biết là ngươi sẽ có cách. Không có cách cũng phải nghĩ cách thôi. Ta cũng hết cách rồi. Ơi, lát nữa nói với đại ca một tiếng. Nè, đại ca bên kia kìa. Đại ca, mọi người tới đủ rồi. Trời ơi,
lần này đúng là quá tốn sức à. Nè, phải hù dọa đủ kiểu, không hung dữ họ đâu có tới. Có thể triệu tập đủ 100 người thật sự không dễ. Đúng là không dễ. Chủ đề cũng coi như là xong rồi. Một nửa nông dân trong thôn sắp đi mất. Về ruộng vườn ai trồng đây? Phía bắc phải sửa trường thành, phía tây phải sửa hoàng lăng, đều cần có tráng đinh. Chuyện này có hơi thất đức rồi. Nam nhân phải rời đi thì cũng giống như vợ con ly tán, vậy gia đình sẽ tan nát đó. Ai không biết là thất đức chứ. Nhưng mà không đi, pháp luật nước Tần sẽ tha sao? Không phải cũng nhà ta cửa nát sao? Cho dù nói gì thì chúng ta cũng coi như cũng đã hoàn thành chuyện của Tiêu đại nhân. Đây, các vị, công lao khổ cực nè. Giống như là mỗi người đã tặng ngài ấy một vạn tiền à. Bây giờ ta đi báo cáo với Tiêu đại nhân đây. Ở nè. Đây là ý gì chứ? Nè, vậy đi, Tiêu đại nhân của ta tới mà. Không được đi, Tiêu đại nhân của ta tới mà. Đi về đi, đi về đi. Tôi không được vào. Tiêu đại nhân của ta tới. Đừng có đẩy nữa, cho hắn vào đi. Ngươi không cho ta vào thì thôi đi. Sao lại xô ta chứ? Sao lại xô ta? Lưu Quyên, người mau vào đây. Tiêu đại nhân, 100 người đó, Lưu Quý đã nghĩ đủ cách triệu tập đủ cho ngài rồi. Phải mời tôi uống rượu chứ. Bên trên đã đổi số lượng rồi, là 300 người. Ôi trời ơi, Tiêu đại nhân, ngài đừng có đùa với tôi. Ta có bao giờ đùa giỡn với ngươi chưa? Tất cả tráng đinh của Tứ Thủy Đình cũng không tới 300 người. Chuyện này không thương lượng, trong 10 ngày cần phải có đủ. Tôi đi đâu tìm cho ngài thêm 200 người nữa đây? Ngươi là đình trưởng, làm được cũng phải làm, làm không được cũng phải làm. Đình trưởng cái khỉ gì tôi không làm nữa. Đình trưởng cái khỉ gì hả? Tưởng tôi muốn làm sao? Kêu người khác làm đi. Ngươi không làm nữa, ngươi tưởng là ta muốn làm lắm sao? Một việc vô liêm sỉ như vậy, ngươi tưởng là Tiêu Hà này muốn làm lắm sao? Hả? Ngươi nghe kỹ cho ta, không làm thì phải chết. Ta phải chết, ngươi phải chết, đám huynh đệ ở dưới trướng của ngươi đều phải chết. Tới tất cả tráng đinh của Tứ Thủy Đình cũng phải chịu liên lụy. Vợ con trong nhà đều sẽ bị bắt đi làm nô lệ hết, bị cha đạp cả đời không thể trở mình. Đây chính là luật pháp của nước Tần đó. Thiên hạ của nước Tần có bao nhiêu là đình trưởng, những người bị giết cả nhà bộ ít lắm sao? Là một nam nhân, khổ sở bao nhiêu cũng phải chịu đựng. Coi như người giúp ta cũng là tự giúp chính mình. Tôi thực sự không gom đủ 200 người mà. Hết người rồi. Như vậy đi, ta giúp ngươi giải quyết 50 người. Có thể cho thêm vài ngày được không? Hả? Trời ơi, làm cái chức đình trưởng khốn kiếp này làm cái gì nữa? Đại ca, chẳng qua chỉ là 300 xu dịch để đi bắt về cho huynh đi cái gì. Nói nghe dễ lắm, cả cái đình này tính đi tính lại á, có thể gom đủ được 300 kẻ mày đâu hay sao? Nè chú bộ, người nói gì đi. Đúng, người thì to xác mà sao giống hệt như đám nữ nhân. Đủ rồi, ta nói rõ cho các vị biết, lúc đầu
Ta muốn bảo vệ các đệ, không cho các đệ đi. Nhưng mà bây giờ số lượng bị thiếu quá nhiều rồi. Tới lúc đó, nếu như không đủ, các đệ đều phải đi hết. Bọn đệ cũng phải đi. Đương nhiên là phải đi. Đại ca, nói vậy là sao chứ? Là sao, nghĩa là sao? Nếu như không đủ số thì các đệ đều phải đi hết, ta không có quản nổi nữa. Chính là như vậy đó. Nhưng mà đệ nghe nói người mà đi sẽ khó sống sót quay trở về. Phải đó đại ca, đường đi này xa xôi, hơn nữa vô cùng nguy hiểm. Các đệ tưởng là ta muốn đi lắm hay sao? Ta cũng không hề muốn đi, nhưng mà hết cách rồi. Bây giờ là 300 người. Đại ca, vậy chuyện này phải làm sao đây? Đệ, Chung Bột, trong nhà còn có mẹ già, không đi được có đúng không? Còn nhà đệ có tài sản, không nỡ bỏ có đúng không? Đệ, đệ chê đường xa, không đi nổi có đúng không? Còn ta, ta là sợ chết hả? Các đệ không đi, ta phải đi. Đại ca, ta phải có câu trả lời với Tiêu đại nhân và triều đình chứ. Ta là đình trưởng, ta không đi thì ai đi? Nếu đại ca đi, đệ cũng đi. Đệ nghe theo đại ca. Đại ca, cho đệ về nhà sắp xếp một chút. Đi hay không, hai ngày sau cho huynh một câu trả lời. Tuy là nói như vậy, nhưng mà ta vẫn sẽ cố gắng không để cho các đệ đi. Nhưng mà trong lòng của các đệ phải hiểu rõ, không phải là do ta nói không để các đệ đi thì các đệ có thể không đi đâu. Về hết đi, ta mệt rồi. Mau đi thôi. Quý ca, quý ca, có chuyện gì? Đệ nghe kỹ rồi, đệ đi. Thật hay giỡn vậy? Thật. Vậy mới là huynh đệ tốt. Các huynh đệ cũng không thể xa đệ. Vì mẹ của đệ phải làm sao? Đừng có than ngắn thở dài nữa, rồi sẽ có cách thôi. Vậy đi, ta có một cách như vậy. Đón mẹ của đệ tới ở trong nhà ta. Ta nhờ đại tẩu gì tẩu chăm sóc. Chuyện này nè, đệ không cần lo. Đệ có yên tâm hay không thôi. Đa tạ quý ca. Đa tạ ta làm gì? Ta còn phải đa tạ đệ. Đệ đồng ý đi, đã giúp cho ta giải quyết được rắc rối. Đi. Lưu Quý. Hả? Có tin tốt đây. Là tin gì vậy? Tiêu đại nhân cho ta chuyển lời tới ngươi. Ông ấy nói Lưu Quý tên tiểu tử thúi nhà ngươi hả? Ta liều cái mạng già này giúp hắn gom đủ 50 tên tù nhân. Ông ấy gom 50 người? Đúng, không dư một tên nào. Tốt, nếu như mà ngươi đồng ý thì cho đi theo cùng ngươi. Ta đã biết rồi mà. Tiêu đại nhân có bản lĩnh này. Ê Lưu Quý à, 50 tên tội phạm này ta đều có gặp qua rồi. Ngoại trừ một số tên cá biệt cứng đầu ra, số còn lại ngươi đều bảo ban được. Ngươi yên tâm đi. Ngày 3 ngày sau tới huyện Nha Môn, giải người xuất phát. Ngươi quay về chuyển lời đại tới Tiêu đại nhân, nói là Lưu Quý ta
đa tạ ông ấy. Thầy, thầy hiểu rồi. Được rồi, số củi này đủ cho đàn dùng trong hai mùa đông. Chàng gom nhiều củi như vậy để làm gì chứ? Chàng không quay về sao? Bây giờ nàng đang mang thai, nên đừng có làm việc nữa. Làm chút việc cũng có sao đâu. Chịu khó làm việc sau này sinh con trai. Sinh con trai cái gì chứ? Năm nay sinh con trai 10 đứa hết 8 đứa chết non. Chết cái gì chứ? Ta thấy vẫn là sinh con gái thì hơn. Sinh con gái thì tốt cái gì? Sớm muộn gì cũng là con người ta. Có nàng ở bên cạnh ta là được rồi. Nga Hữu, có câu này ta nhất định phải nói với nàng. Nói đi. Sau khi ta đi rồi, nàng phải giữ gìn phụ đạo. Nàng sống là người của Lưu Quý ta, chết cũng là ma của Lưu Quý ta. Việc không to không nhỏ, chúng ta cố gắng nghĩ chu toàn một chút. Nói với mọi người, đừng có mang theo tiền. Mang tiền cũng vô ích, cứ để lại trong nhà. Mang nhiều lương thực một chút. Đám người này loại người gì cũng có. Phải mang theo gậy và dây thừng. Được, đặc biệt là tên Ung Sĩ, phải đề phòng hắn ta. Không sao, có các huynh đệ, hắn không làm được gì đâu. Thách hắn luôn. Để hãy về tính toán lại với các huynh đệ, cố gắng suy tính cẩn mật một chút. Tiêu đại nhân, lại đây đi. Cứ như vậy để đi sắp xếp đi. Về đây đi nói với họ. Tiêu đại nhân. Ngồi đi Tiêu đại nhân. Lưu Quý, lập tức phải lên đường rồi à? Ta tới đây để tiễn người. Nào được khách sáo. Nào ngồi đi. Lưu Quý à, người giải quyết được chuyện khó khăn như vậy cho huyện, ta vẫn chưa đa tạ ngươi cho đàng hoàng. Tiêu đại nhân, nói vậy là quá lời rồi. Bình thường Tiêu đại nhân làm bao nhiêu chuyện cho thôn của chúng tôi, trong lòng chúng tôi luôn ghi nhớ. Làm có một chút chuyện có đáng là gì đâu. Đúng như vậy đó đại nhân. Ngài nói như vậy nghe xa lạ quá. Nào mời ngài uống nước. Ngài coi ai mà không biết là thượng quan khó làm hơn hạ quan. Ngài đem chuyện quan trọng tới như vậy giao cho Lưu Quý, chứng minh ngài tin huynh ấy. Ngài còn nói mấy lời khách sáo làm gì, có phải không? Đây mới là lời nói dối. Ta chỉ là giúp cho Tiêu đại nhân đó thì sao chứ. Phu nhân thật biết nói chuyện. Tiếp làm việc tiếp nha. Hai người nói chuyện đi. Lưu Quý, lần này đưa Lao Dịch không phải là một chuyện dễ dàng. Đối lại là người khác cũng không thể đảm đương được. Tiêu đại nhân, tôi sẽ cố gắng hết sức. Những tên tù tội đó chẳng có kẻ nào là người lương thiện hết. Không biết là trên đường chúng sẽ làm loạn thế nào. Lỡ như có một kẻ trốn thoát, theo luật nhà Tần, có thể ngươi sẽ phải chịu tội liên đới đó. Ngài yên tâm, tôi đã có tính toán rồi. Trên đường đi gian nan nguy hiểm, khó khăn không ít. Ngươi phải tranh thủ thời gian. Lỡ như quá hạn, tất cả đều sẽ bị chém đầu. Sống chết do trời vậy. Tôi cố gắng dẫn đám người này đi qua đó. Được, vậy thì ta yên tâm rồi. Những huynh đệ cùng đi theo của ngươi, trong nhà còn có gì chưa xong cần phải làm giao cho ta. Tiêu đại nhân, ngài nghĩ nhiều rồi, tôi đã sắp xếp xong rồi. Được, vậy thì coi như ta tới tiễn ngươi ha. Cái này ngươi cầm lấy đi. Tiêu đại nhân, đây là tiền sao? Đương nhiên là tiền rồi. Tôi lấy nó để làm cái gì chứ? Trên đường đi không biết sẽ phát sinh ra khó khăn gì,
ngươi cứ đem theo bên mình phòng khi cần dùng tới. Có tiền thì không sao hay sao? Cái gì tới sẽ tới. Tiêu đại nhân, tôi thấy ngài suy nghĩ đã nhiều rồi. Nếu như đã giao chuyện này cho Lưu Quý tôi thì ngài cứ việc yên tâm mà làm chức quan của mình là được rồi ha. Vậy ngươi kêu ta xin hãy mang về. Nếu như không thì Lưu Quý tôi sẽ không đi. Vậy được, Tiêu mổ ta xin ghi nhớ. Vậy trên đường ngươi phải thật cẩn thận đó. Dừng bước. Lã Trĩ ơi, chuẩn bị ít thức ăn, ta cùng Tiêu đại nhân uống với nhau một chút. Được. Nào. Vậy được. Vậy thì làm phiền rồi. Hả? Ta đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, lần này bọn ta tới Ly Sơn không phải trấn giữ biên cương, cũng không phải đánh nhau đâu. Không sai, đường đi có hơi xa, có thể cực khổ một chút, nhưng mà cũng không tới nỗi phải chết đâu. Thời gian gấp gáp quá, chỉ làm được một đôi này thôi. Chân chàng đang mang một đôi, cha cũng cho một đôi, tổng cộng là ba đôi giày. Đường đi xa như vậy, mang tiết kiệm một chút ha. Đủ rồi. Nè, đừng, nàng không tiện cho lắm, để ta. Không sao, thiếp chuẩn bị táo mà chàng thích ăn nhất. Nè, chừng nào chàng trở về? Nói với nàng rồi, nhanh thôi. Muội nghe rất nhiều người nói, có nhiều người đi rồi không về được nữa. Nàng yên tâm. Hả? Ta sẽ quay về nhanh thôi. Nếu chàng chết thiếp cũng không muốn sống. Lại nói bậy nữa. Quý, đợi chàng quay về con trai đã được sinh rồi. Làm sao mà nàng biết là con trai? Thiếp nói phải là phải. Đi. Lạc Nhi, đi. Lạc Nhi, nghe lời mẹ nha. Cha, con đi trước đây. Quý à, lần này con đi, cha không biết là khi nào mới gặp lại con được đây. Chỉ là đi lau dịch thôi, có gì mà ghê gớm đâu. Quý à, đừng thấy cha thường ngày đánh con mắng con, thật ra cha yêu thương nhất chính là con đó. Được rồi, khóc cái gì chứ, có gì đáng để khóc đâu chứ, đừng có khóc nữa. Đại ca đại tẩu, trong nhà này nhờ vào huynh tẩu hết. Hả? Cha, yên tâm đi, lúa ngoài đồng giờ chín thì con sẽ trở về. Nè, mọi người hãy dừng bước, tiện tới đây thôi ha, có được không? Không tung tha tung thích để các huynh đệ nhìn thấy còn đa tệ thống gì nữa. Hả? Đi về đi. Đi đường cẩn thận đó, phải chú ý mọi việc, đừng có việc gì cũng gây chuyện nha. Được rồi. Đứng lên, mau đứng lên cho ta. Đừng đụng ta. Đứng lên. Nè, đừng làm.
đứng lên. Đừng đụng ta. Không sao. Đừng đụng ta mà. Đứng lên. Đừng đụng ta. 47. 48. Đứng lên. Đừng đụng ta. 49. Đừng đụng ta. 50. Sao đâu? Lão tử không đi đâu hết. Dù sao cũng là chết. 50 người. Lão tử sẽ chết ở đây. Một tên cũng không thiếu. Giao cho người đó. Đừng đụng ta. Ta nói là không đi đâu hết. Dù sao cũng là chết. Hôm nay ta sẽ chết ở đây. Đừng đụng ta. Đừng có đụng ta. Dẫn theo hắn. Đường đi xa xôi. Đưa hắn đi giải sầu. Được. Lưu quý. Đường đi xa xôi. Buổi tối đi ngủ phải mở mắt đó. Cẩn thận trên đường ta giết chết ngươi. Thứ trời, ngươi hù chết ta rồi. Lên đường. Dạ. Dạ. Đứng lên, đứng lên. Đứng lên. Đứng lên, 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 đi nè. Nhảy lên. Đứng lên, đứng lên. Đừng kéo ta mà. Đi, cũng nha. Đi mau. Đừng đi, mau. Đừng đi, mau. Đừng đi. Mau mở cổng ra cho ta. Mau lên. Đừng đi mà, đừng đi mà. Đừng đi mà. Mau lên. Đừng có đi mà. Đừng đi, đừng đi mà. Lưu Quý, trên đường phải cẩn thận. Lưu Quý, đừng để chúng bỏ trốn. Đừng biết mà. Đừng đi mà. Đừng đi xa xôi. Đối xử họ tốt một chút. Cần nghe phải nói sao, đều là người trong thôn. Đi cũng là không còn cách nào khác. Tôi lo nhất là những người này đi rồi, năm tới nhất định sẽ bị đói. Đừng có nói năng lung tung. Luật lệ của nhà Tần không phải đặt ra để chơi đâu. Đừng đi con ơi. Đừng đi mà con. Đi đường cẩn thận. Bình an trở về. Về. Về được hay sao? Tôi còn về được hay sao? Những người này còn về được hay sao? Tiêu đại nhân, nghe nói sao nghe dễ dàng quá vậy? Tiêu đại nhân, tôi chỉ nhờ ngài một chuyện. Nếu như tôi không về được thì người nhà của tôi giao cho ngài. Yên tâm đi. Ngoài ra, nếu như tôi chết ở bên ngoài, nhớ tìm tôi, cho tôi được toàn thây. Bỏ lên, bỏ lên, đi mau, đi. Bỏ lên, bỏ lên, đằng sau đi sát vào. Mọi người đó, bỏ lên, bỏ lên, theo sát vào. Lên phía trước đi. Nhìn lên, đi mau. Bỏ lên, phía sau, theo sát vào. Nhìn lên, nhìn lên. Theo sát vào. Theo sát vào đi. Phía trước đi. Lên phía trước. Nhanh lên, nhanh lên. Họ lên, bỏ lên. Nhanh lên. Nhanh lên đi. Đi mau đi. Nhanh lên, nhanh lên đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên đi. Nhanh lên. Sát vào. Đổi người đó, nhanh lên. Mau lên. Đi mau, đi mau. Sát vào. Nhanh mau đi. Họ lên, mau lên. Sát vào đi. Đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Đi nhanh lên. Người làm biết gì vậy? Nhanh lên. Phía trước đây. Nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Bám theo đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Hậu lên đi. Đi nhanh lên đi. Nhanh lên đi, cái tên này. Hậu lên, hậu lên. Nhanh lên, nhanh lên. Hậu lên. Hậu lên đi. Đi mau, đi mau. Đi nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Đi mau đi. Nhanh lên. Hậu đi, mau đi. Nhìn lên, nhìn lên đi. Hào lên. Đi mau. Bám sát phía trên đi. Hữu tử. Hữu tử. Đi. Nhìn lên, nhìn lên. Mau lên, mau lên, mau lên.
Hào lên. Đi mau đi mau. Nhanh lên. Hào lên đi. Bám sát vào đi, nhanh lên. Nhanh lên đi. Hào lên thì nhanh lên đi. Bám sát vào đi. Hào lên, mau lên. Lưu Quán. Dạ. Đường này có đúng không vậy? Không sai đâu đại ca. Đi đi. Hào lên, mau lên đi. Nhanh lên đi. Hào lên, mau lên. Hào lên đi. Mau lên, mau lên, mau lên. Đi nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Đi mau lên. Nhanh lên. Nhanh lên đi. Hào lên, nhanh lên đi. Đi nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Không đúng rồi. Sao lại quay về đường này vậy? Lưu Quán. Để đây, để ca. Chẳng phải để nói là chỉ gần trăm dặm thôi sao? Hả? Sao cứ đi mãi rồi lại quay về đường cũ, để làm lỡ mất chuyện lớn rồi đó. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Thì sao ta lên đi. Nhanh lên. Hào lên. Hào lên đi. Quý ca. Quý ca. Lại chạy ba người nữa. Trốn thêm ba người rồi. Phải nếu làm sao thì không kịp giao người đúng hẹn rồi. Trốn hay lắm. Chạy hay lắm. Có gì nữa chứ. Nó chạy đòi làm sao giờ? Đại ca, tới thôn nào đó bắt thêm người đi. Bắt cái đầu đệ đó. Bắt ai? Bắt tạm vài tên cho đủ số lượng đúng thôi đó. Đúng đó. Cứ đi đi xem. Bắt tạm vài đứa cho đủ số. Thôi, đi. Chạy đi, chạy đi. Mau lên. Nhanh lên, nhanh lên. Mau lên. Đi về phía trước đi. Bám sát vào. Nhanh lên. Nhanh lên đi. Ba hai, ba ba, ba bốn, ba năm. Đại ca, đếm xong rồi. Lại trốn thêm 5 người. Lại thiếu nữa. Lại thiếu thêm 5 người. Số người bỏ trốn tổng cộng tới mười mấy người rồi đúng không? Dạ. Các huynh đệ, thiếu đi mấy người không nói, chúng ta cũng không thể nào tới Lệ Sơn đúng hẹn được. Mấy trận mưa lớn, thêm vào đó chúng ta bị đi nhầm đường, đã trễ mất nhiều ngày. Luật gia tầng quy định là trễ một ngày là chém. Theo luật chúng ta sẽ bị chém đầu. Tới Lệ Sơn rồi, chúng ta cũng phải chết. Mọi người nói để làm sao đây? Quý ca, huynh nói đi, bọn đệ nghe huynh. Nghe ta sao? Ta là người phải chết đầu tiên. Theo ta thì chúng ta giải tán. Kêu các huynh đệ giải tán hết đi. Đồ quý, người dám giải tán đội lao, đáng tội tru di cổ tộc. Bây giờ ta có thể giết ngươi. Ta giết người trước đó. Đứng yên, đứng yên, tất cả đứng yên. Tất cả đứng yên, đứng yên. Đứng yên, đứng yên. Đừng có làm loạn. Thả bọn họ ra. Thả bọn họ ra, nhanh. Thả bọn họ ra. Thả hết ra đi. Thả bọn họ ra đi. Các huynh đệ, chúng ta không thể đi Lệ Sơn nữa rồi. Thứ nhất là mười mấy người đã bỏ trốn, lại còn quá hàng giao người. Tới đó nó cũng sẽ chết, không còn cách nào khác.
Người đầu tiên chết là ta, ta phải trốn trước. Các huynh đệ thì ai muốn trốn thì trốn, muốn đi thì đi thôi. Đương nhiên là theo ta lên núi, không nhất định sẽ sống, nhưng mà nếu quay về nhất định sẽ chết. Bất luận thế nào, sống ngày nào hay ngày đó, ai muốn theo ta thì cứ theo ta, con không đồng ý. Mạnh ai nấy đi đi. Từ biệt tại đây. Đi. Ê, Quý ca, bọn đệ theo huynh. Đi thôi. Đi thôi. Phía trước. Các quân đệ cứ thế lên nào. Đi mau đi. Đi mau, mau lên. Làm gì? Lưu Quý giết chết sai dịch, tự thả các phu dịch, sợ tội bỏ trốn. Theo luật phải bắt cả nhà. Bây giờ lục soát nhà cửa, đợi sau khi bắt được Lưu Quý về quy án sẽ xử lý tất cả. Trở lại. Dạ, dạ. Đi mau. Các người làm cái gì vậy? Làm gì? Đi mau lên. Đi mau đi. Mở cửa. Thừa sử đại nhân, phu nhân phải chịu thiệt rồi. Phu nhân yên tâm, bọn trẻ không sao cả. Tôi biết thừa sử đại nhân, nhất định là ngài đã sai người đón thằng bé về nhà mẹ tôi. Đã làm phiền đại nhân rồi, thiếp thân không biết phải cảm ơn đại nhân như thế nào. Không có gì, đây là chuyện nên làm mà. Lần này Lưu Quý giao phu dịch đúng là lệnh ít dữ nhiều. Ta vốn nghĩ rằng chỉ gặp chút vất vả trên đường đi thôi, chỉ cần có thể quay về là coi như thoát nạn rồi. Nào ngờ mọi chuyện lại trở nên như thế này, lại còn làm liên lụy đến cả nhà phải chịu cảnh này nữa. Tiêu Mỗ thật là ấy nấy. Chỉ là Tiêu Mỗ lực bất tòng tâm, tạm thời không cách nào giúp phu nhân ra ngoài, để phu nhân phải ở đây chịu thiệt thòi rồi. Thừa sử đại nhân không cần phải lo lắng, tôi có thể tự chăm sóc bản thân. Lòng tốt của ngài tôi vô cùng cảm kích, đa tạ đại nhân. Lưu Quý không phải là người hồ đồ, chàng phạm phải tội lớn như vậy chắc chắn là vì không còn cách nào khác.
tôi và huynh ấy đã là phu thê, vốn nên hoạn nạn có nhau, không còn cách nào oán trách. Đại nhân yên tâm, huyện lệnh đại nhân và gia phụ có thâm giao, chắc sẽ không làm khó tôi đâu. Đại nhân, tôi chỉ lo cho lão thái công. Ông ấy tuổi đã cao, qua chuyện này bị kinh sợ như vậy, tôi lo lắng cho ông ấy. Lỡ như có chuyện gì đáng tiếc xảy ra, tướng công tuy ngoài miệng không nói, nhưng mà tôi biết rất rõ, người mà chàng ấy lo lắng nhất chính là lão phụ thân. Vậy nên bây giờ quan trọng nhất là làm cho lão thái công yên lòng. Thiếp thân biết ngài và tướng công có mối thâm tình, nên thiếp thân xin trông cậy vào ngài. Có điều chi thất lễ xin lượng thứ. Chuyện của lão thái công ta sẽ để ý, phu nhân yên tâm đi. Đa tạ đại nhân. Phu nhân cũng phải bảo trọng. Làm cái gì vậy? Lão thái công, để tôi mở khóa xích cho ông nghe. Không, không mở được, không mở được. Đây là vương pháp triều đình, không tự tiện mở được. Lão thái công, ông đừng sợ. Nè, ông ăn miếng cơm để định thần đi. Không ăn được, không ăn được. Ta biết đây là bữa cơm cuối cùng, vụ án của chúng ta còn chưa xử sao đã kết án nhanh như vậy? Người đã hạ độc, người muốn đầu độc ta hả? Sao mà vậy được chứ, lão thái công? Đại nhân, lão thái công, lão thái công à, mà ta sợ nhất là thuốc độc đó. Xin ngài đừng đầu độc ta, xin ngài hãy để cho ta chết đói thì hơn. Lão thái công, yên tâm đi. Người cứ yên tâm đi, hả? Không chỉ có bữa này người được ăn ngon, mà sau này bữa nào con cũng sẽ hầu hạ người. Vậy là vì sao? Ta sống gần hết đời người mà vẫn chưa gặp chuyện nào tốt vậy. Ngài đừng lừa ta, nhất định nói rõ cho ta biết. Nếu không nói rõ, con đánh chết ta cũng không ăn đâu. Không ăn. Không giấu lão thái công, con là bằng hữu tốt của Lưu Quý, chức trách hiện giờ con không thể thả người. Nhưng mà có một ngày thì người sẽ có một ngày, con sẽ coi người giống như là giống như là phụ thân của mình vậy đó. Ngài nói thật đó chứ, không gạt ta hả? Nào, vậy tốt quá. Để con mở khóa cho người nha. Mở khóa cho ta đi. Huyện tử của tài đức gì mà quen được ngài vậy? Lão thái công, lão thái công, lão thái công à. Có thức ăn mà không có rượu thì hay ho gì chứ. Nào nào, rượu này không phải là rượu thượng hạng, nhưng mà uống cũng tạm được đó. Cậu cũng là bằng hữu của Huyền tử sao? Lão thái công à, con và Quý ca không phải là bằng hữu đâu. Quý ca là đại lão gia của con đó. Là đại lão gia của cậu hả? Ừ. Ta thật sự không hiểu nổi, quý nhi nhà của ta từ lúc nào lại có những người bằng hữu trượng nghĩa như các cậu vậy. Được, được lắm. Đi mau, đi mau đi. Lão thái công đi. Lão thái công tại thượng. Lão thái công tại thượng. Tiểu sinh Châu Hà tới bái kiến lão thái công. Tiểu sinh Lưu Sinh xin bái kiến lão thái công. Tiểu sinh Hoàng Nhị xin bái kiến lão thái công. Tốt, tốt lắm. Nào, tốt. Nào, nào. Nè, châm rượu, châm rượu. Rót đầy cho lão thái công đi. Để con, để con. Rót rồi. Mang qua.
quá. Có. Lương thực còn bao nhiêu nữa? Không còn bao nhiêu hết. Vậy đi. Nè, mọi người nghe đây. Các huynh đệ đều nghe đây, đều nghe đây. Trước khi tìm được chỗ dừng chân, tập hợp tất cả lương khô trong người, tập trung giao cho lương quán quản lý. À, dựa vào cái gì giao cho hắn? Đừng có nói nhiều, đưa cho để ý đi. À, giao lương khô ra đây. Ra đi. Đi. Đi đi đi. Đây là chỗ nào vậy? Là núi Mang Đạn đó. Chỗ này cũng không tệ lắm. Hả? À, ta thấy chúng ta cứ ở chỗ này đi. Mọi người coi, ở chỗ này địa hình hiểm trở, người ngoài không dễ vào đây được. Đúng, biết à, chỗ này còn có nước nữa. Đúng vậy. Hơn nữa ta cảm thấy phong thủy cũng không tệ, là nơi ngọa hổ tàng long đó. Huynh coi, nước còn rất trong nữa. Các huynh đệ, nghỉ ngơi một lát đi. Chúng ta chặt chút cây xuống, tạm dựng lều lên trước. Chỗ này sẽ là tứ thủy đình nho nhỏ của chúng ta. Nè, ta vẫn là đình trưởng ở chỗ này. Được. Nè đi. Nói đi thôi. Đi. Nếu để các huynh đệ uống nước cầm chừng như vậy hoài không phải là cách hay. Chỉ uống nước hay là con người sẽ chết đói hết thôi. Ta thì nghĩ là lúc chúng ta đi ngủ mắt nhắm lại rồi, qua hôm sau không biết còn mở mắt được nữa không. Đại ca, huynh nghĩ chúng ta có chết không? Ai mà không chết chứ. Nhưng mà tuyệt đối không thể chết ở đây. Để thấy có lẽ chúng ta sắp chết ở nơi này. Thôi đi, để đừng có nói những lời xui xẻo này nữa. Lưu quý ta mạng lớn lắm đó. Đại ca, đệ không muốn chết. Đừng có tự hù mình, đệ không có chết được đâu. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách gì đó thôi. Ê, là mấy ngày rồi không có gì ăn đồ, sắp chết tới nơi. Các huynh đệ, có thấy đói không? Đói. Làm sao đây? Chỉ có cướp mà thôi. Vì vậy mấy vị huynh đệ này phải xuống núi cướp lương thực. Ở đây vừa hay chúng ta sẽ lập ra quy tắc. Từ nay chúng ta xuống núi cướp lương thực chỉ cướp ở những chỗ có mái nhà được làm bằng gạch ngói,
bọn họ ít ăn mấy bữa cũng không sao hết. Không được cướp bán nhà tranh, cướp cũng vô ích, họ không có đồ ăn. Hả? Đúng. Còn điều này nữa, chỉ cướp lương thực, không được hại người, càng không được giết người. Giết người thì làm sao? Phải là đền mạng. Có phải là đền mạng không? Đúng. Đã giết người thì phải đền mạng. Các huynh đệ, tại sao phải đền mạng? Bây giờ chúng ta là một đám tù nhân bỏ trốn, cướp chút lương thực thôi thì quan phủ sẽ không để ý. Nhưng mà nếu như xảy ra án mạng, chắc chắn quan phủ sẽ truy cứu cho tới cùng. Tất cả mọi người đều sẽ bị liên lụy. Vì vậy, dù là ai đánh người giết người, nhất định phải trừng trị. Mọi người nghe hiểu chưa? Hiểu rồi. Từ giờ sẽ lập ra quy tắc này, tất cả nhờ vào các đệ. Lên đường đi. Đại ca yên tâm. Đại ca bảo trọng. Bảo trọng. Thôi thôi, đi tử nghe lời nha. Nè, đi thôi. Nè, chừng này đủ ăn rồi. Đi thôi ông sĩ. Bọn trộm cắp các ngươi. Bị sinh. Nè ông già ơi, ông già ơi, ta giết người rồi, ta đã giết người rồi. Ông ơi, ta giết người rồi. Hy sinh, mau đi thôi. Các huynh giết chết đệ đi, nếu không đệ biết ăn nói sao với quý ca đây. Nói, ta nhìn thấy hết rồi. Đệ không có giết người, đệ không phải là lỗi của đệ. Đi mau. Cho ta. Chuyện này không liên quan tới đệ. Vậy ta nói với quý ca, mau lên. Đi. Mọi người trở về rồi. Về rồi. Đồ ăn rồi. Có đồ ăn rồi. Nhiều quá. Các đệ đều là đại công thần rồi. Các đệ là cứu mạng của mọi người rồi đó. Tốt. Tốt lắm. Vì vậy đi, lương thực không có nhiều, nhưng mà cuối cùng cũng có. Vì tối hôm nay có thể đãi tiệc nhỏ, ăn no một bữa. Được. Không có hại tới ai chứ? Không có. Được. Lương quán. Có. Không có sao chứ? Không sao. Hả? Không sao. Hả? Dĩ sinh, tới đây, tới đây. Tới đây, tới đây. Có chuyện không? Có đánh ai không? Không phải đánh người, là chết người rồi. Nè. Cái gì? Đi hết chết người rồi sao? Chuyện này là thế nào? Nói, qua đây nói đi. Quý ca, huynh nghe đệ nói đi. Chuyện này không liên quan dĩ sinh, cũng tại ông già đó muốn đẩy vào chém đệ. Dĩ sinh vì muốn cứu đệ lỡ đâm trúng con. Cái gì mà lỡ tay, cút sang một bên. Chuyện này là thế nào? Nói. Đại ca. Cấp đi. Chúng ta là người gì? Hả? Chúng ta là tử tù đó, có hiểu không? Đệ muốn khiến chúng ta trở thành cường đạo sao? Trước khi mọi người xuống núi, ta đã nói thế nào? Các huynh đệ, ta đã lập ra quy tắc thế nào? Không cướp người nghèo, không giết người. Giết người thì sao? Nghiêm trị. Trị thế nào?
các huynh đệ. Dĩ Sinh cũng là huynh đệ của chúng ta, nhưng không còn cách nào khác. Chúng ta nhiều người như vậy, làm việc phải luôn có quy tắc. Nếu không làm vậy, ai cũng không sống nổi. Bây giờ nếu như chúng ta đắc tội với ba tánh ở dưới núi, kết quả là cái gì? Quan phủ truy bắt chúng ta, dân chống đối chúng ta. Còn muốn sống nữa không? Nếu ba tánh chống đối với chúng ta, chúng ta còn chỗ ở không? Được, như vậy đồng ý tuân thủ quy tắc lập ra, thì hãy ở lại chỗ này làm việc theo quy tắc. Còn không đồng ý tuân thủ, các đệ có thể xuống núi. Hả? Người coi mà làm đi. Quy ca, quy ca. Đệ ca, quy ca. Đệ, quy ca. Dĩ Sinh, 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 đại ca, đệ xin đi trước đây. Ây trời ơi, được. Đệ ấy làm tấm gương tốt, từ nay về sau nếu gặp chuyện thì cứ theo quy tắc mà làm. Ôi, đi theo quy ca này ngay cả cơm cũng không được ăn no, xem ra không có hy vọng gì rồi. Ê, không thể nói như vậy được. Ngươi có biết quý ca của chúng ta là người thế nào không? Người thế nào? Chỉ cần huynh quyết tâm kiên định đi theo quý ca, chỉ cần có đường đi, ngươi sẽ có cơm ăn. Đúng đó. Ê, ta kể cho các ngươi nghe chuyện này. Chuyện này rất kỳ quái. Nó là chuyện gì vậy? Lại đây, lại đây, lại đây. Tất cả lại đây đi. Kể mau đi. Đó, chuyện gì? Lúc đó ta và quý ca xuống núi kiếm đồ ăn. Đang trên đường xuống núi thì trời lại nhá nhem tối rồi. Đang mãi đi về phía trước bỗng nghe thấy là cái gì? Tiếng cỏ động. Ồ, ta và quý ca dừng lại coi. Ôi trời. Ồ, là một con mãng xà lớn. Ồ, trắng hả? Con mãng xà lớn màu trắng. Màu trắng sao? Con mãng xà đó lớn bằng cái chân của ta. Lớn dữ vậy? Lớn quá đó. Khi nhìn thấy con mãng xà đó, ta chẳng biết phải làm gì. Cả ta cũng sợ nữa mà. Đúng lúc đó quý ca của chúng ta rút kiếm ra, phúc một nhát. Trời, chém con mãng xà đứt làm đôi luôn. Chém đứt làm đôi hả? Ta sợ quá tới nỗi run cầm cập luôn. Con mãng xà lớn bằng cái chân, một nhát chém đứt được sao? Ê Kỷ Tính, người nói cái gì hả? Chớ có nhiều lời, ngồi đó nghe đi. Lô Quán kể tiếp đi. Sau đó thì sao? Sau đó thì ta đi lượm mớ trái cây đem về cho các ngươi ăn đó. Đúng vậy. Vậy thịt mãng xà đâu? Thịt hả? Ta đâu dám đem về. Ta để nó ở đó thôi. Đúng. Quan trọng đó chính là... Là cái gì? Còn có một chuyện kỳ quặc hơn nữa. Là chuyện gì? Lúc ta và quý ca đang đi xuống núi thì khi đó trời cũng đã sập tối. Chính giờ đúng lúc đó, một cơn gió lạnh từ trên núi lùa xuống, lạnh vào tận xương tủy. Chính giờ lúc đó ta còn nghe thấy tiếng thúc tha thúc thích. Đó là tiếng gì vậy? Là tiếng gì hả? Ta cũng nghe không có rõ. Ta nghe có người đang khóc. Khóc? Khóc, khóc ai? Ta đứng lại nghe kỹ, là tiếng khóc của phụ nữ. Giữa rừng núi Quan Du ở đâu ra phụ nữ chứ? Xạo, tiếp tục xạo đi. Ê, người có nghe không? Không nghe thì cút đi. Cái tên lại nhảy. Người sao vậy? Ghen tị với người khác hả? Hả? Kệ hắn đi, mau nói đi. Mau nói đi. Nói đi. Nói tiếp đi. Người phụ nữ đó làm sao? Là ai vậy? Trông ra sao hả?
Tiếng khóc đó dường như là từ trên trời vọng xuống, từ dưới đất hất lên vậy. Ta vô cùng sợ hãi. Ta quay đầu lại quan sát, vừa quay lại, ôi trời mẹ ơi, ở ngay sát mặt ta, gần như vậy nè, đó là một bà lão. Bà lão hả? Tiếng khóc càng lớn hơn, bà vừa khóc vừa nói: con trai của Thích Đế, người giết con trai của Bạch Đế, người giết con trai của ta rồi. Hả? Con trai của Bạch Đế lại vậy lại chính là cái con mãng xà trắng đó. Con trai Thích Đế là ai? Lại con trai Thích Đế chính là đại ca Lưu Quý. Bởi vậy các người hãy giữ vững niềm tin, đi theo Quý ca của mình đi. Đúng, đi theo Quý ca. Đi theo Quý ca. Nè, sau đó bà lão đó thế nào? Ngươi còn chưa kể hết mà. Hãy để ta kể hết giùm ngươi. Bà lão đó hả? Sau đó chắc chắn biến thành đám khói trắng, không để lại một dấu tích gì hết, có phải gì không? Thừa nhận đi, chúng ta đi theo Lưu Quý chẳng chút hy vọng, chẳng có chút tiền đồ gì hết. Cái tên lại nhảy, ai ép ngươi đâu hả? Tên lại nhảy khốn kìa, mau biến đi. Sao ngươi còn mặc dày đi theo đại ca ta để làm cái gì? Ta chẳng có chỗ để đi. Các người cứ tiếp tục đi, để xem rốt cuộc các người có làm nên công chuyện gì hay không. Cho các người biết, chúng ta tới cuối cùng rồi cũng chết hết mà thôi. Nè, ngươi đừng có phí lời nữa. Đúng đó, thành nói cho ngươi biết tên lại nhảy. Hôm nay ở trước mặt các huynh đệ đây, ngươi hãy nói cho rõ đi. Nếu ngươi muốn đi theo đại ca bọn ta thì cứ đi theo, còn không thì cút ngay đi. Đúng rồi. Muốn thì ở lại, không muốn đi thì cút đi. Đúng đó, cút đi. Được rồi, ta sai rồi, được chưa? Chỉ nói vài câu thôi mà có gì to tát chứ. Được, ta ngậm miệng lại. Chỉ em nói tầm bậy thôi à. Mặc kệ hắn. Sau đó thì sao? Kệ hắn đi, kệ tiếp đi. Sau đó thì sao? Sau đó hả? Sau đó... Ê, Quý ca đi đâu rồi? Quý ca hả? Đi thôi. Đứng lại. Đang tính đi đâu? Huynh đệ, ta vào trong thôn đưa chút thức ăn cho lão thái công. Có lộ bài không? Tiểu huynh đệ à, cho ta qua một lát. Lão thái công mấy hôm nay không có gì để ăn rồi, cho ta vào đi. Không có lộ bài, ta không thể nào cho cô vào được, mà còn bắt đi trình quan nữa đó. Cho ta vào một lát thôi ha. Không phải chúng ta làm khó gì cô đâu, mà quan trên kiểm tra nghiêm ngặt. Thôi, hay là cô quay về đi, chúng tôi không giúp được đâu. Dạ. Tiêu đại nhân. Ngoài đường kiểm tra nghiêm ngặt, phu nhân tới đây làm gì? Mai nhờ có người quen biết với Lưu Quý cho nên tôi mới vào đây được. Tìm ta có chuyện gì? Thứ nhất là muốn xin đại nhân cho tôi một cái lộ bài, tôi muốn đi thăm lão thái công. Thứ hai là muốn hỏi đại nhân về chuyện của tướng công, quan phủ có tin tức gì không? Lộ bài thì đơn giản, ta sẽ sai người đem tới cho cô. Mấy hôm trước vừa được nhận lệnh của quận thủ đại nhân, nghe nói có một đám binh lính trấn giữ biên cương khởi nghĩa tạo phản ở làng Đại Trạch. Hiện nay các huyện đang cố sức tăng cường giới bị, đợi mệnh lệnh của triều đình. Huyện của Lưu Quý, huyện lệnh đại nhân e rằng nhất thời chưa xử lý. Tốt nhất cô mau trở về đi, nếu không có chuyện gì thì nên hạn chế ra ngoài. Tôi biết rồi, tạ đại nhân. Ta đi lấy lộ bài cho cô. Vẫn chưa ăn hả? À,
Trời ơi, đồ ăn nguội hết rồi, con hâm nóng lại cho cha. Không cần hâm đâu, cứ để đó đi. Cha, ít nhiều gì cha cũng ăn một miếng đi. Hai ngày rồi cha không ăn gì cả, làm sao chịu đựng nổi chứ. Cha nhìn đi, không phải chúng con dẫn ra vào an toàn đó thôi, Lưu Quý sẽ không sao đâu. Con tin chuyện của phu quân chắc chắn sẽ có chuyển biến. Cha xem chàng ở ngoài có biết bao nhiêu bằng hữu, chắc chắn sẽ giúp được chàng. Cha, ít nhiều gì cha cũng ăn một chút đi. Nuốt không trôi. Không muốn ăn thì thôi đi, dù sao bớt được một miệng cũng tốt. Đợi tới lúc tội liên lụy giáng xuống, cả cái nhà này chẳng ai thoát được đâu. Lão tứ hại chết cả nhà này, sớm muộn gì cũng bị chặt đầu mà thôi. Còn ra ngoài làm gì nữa, chi bằng cứ ở trong nhà lao còn hơn. Cầm viện, cái nhà này còn chưa đủ phiền sao? Vô giáo dục. Cha, cha cứ từ từ ăn nha. Đại tổng, cha hai ngày không ăn gì rồi. Tẩu không cố gắng khuyên cha thì thôi, còn tranh cãi với cha làm gì? Tới lượt cô dạy đời tôi sao? Đợi Lưu Quý chết rồi thì cô đừng có ăn bám tôi. Cô, người vẫn chưa chết. Tẩu mở miệng ra là nói chết. Cái nhà này có dựa vào tẩu hay không, dựa vào mấy người như nhị ca được hay không, vẫn phải dựa vào cha tôi. Ta nói với tẩu, tẩu phải ghi nhớ, cái nhà này không có Lưu Quý thì chẳng bao giờ ngẩng đầu lên được. Tiểu đại nhân, về rồi hả? Dạ về rồi. Có tin gì chưa? Có tin rồi. Được, hai người nhớ cho kỹ, chuyện này tuyệt đối không được nói ra ngoài. Dạ. Các người lui đi. Tiểu đại nhân, ngài nên thưởng hắn. Thưởng bao nhiêu? 10 đồng rưỡi. Chỉ đưa tiền là xong à? Đưa tiền cho hắn là đảm bảo hắn sẽ giữ bí mật cho ngươi sao? Tên quan lại đó, ngươi khiến hắn sợ ngươi thì phải để cho hắn biết, bắt buộc phải tuyệt đối phục tùng ngươi. Nếu không, hôm nay ngươi đưa hắn 10 đồng rưỡi, hắn sẽ giữ bí mật cho ngươi. Hôm sau có người đưa cho hắn 11 đồng, hắn sẽ bán đứng ngươi đó. Đưa tiền ngược lại sẽ bị hắn ta nắm thốt. Thì hiểu rồi. Nè, ngồi xuống đây nói đi. Đây là núi Mang Đảng, từ đây đi về phía tây, bốn bề đều là đầm lầy, chỉ có một con đường có thể đi lên núi. Bọn Lưu Quý và mọi người đang trốn ở đó. Chính xác chứ? Hoàn toàn chính xác. Đã tới lúc rồi. Đại nhân, Tiêu Thừa Sự tới chưa? Dạ, tới thì tới rồi. Sao hả? Đại nhân, ngài xem. Lùi xuống đi. Dạ. Đại nhân, Tiêu Thừa Sự, ngươi làm như vậy là ý gì? Tiêu Hà nghe nói đại nhân sắp chết nên tới để diễn. Tiêu Hà, thường ngày ta đối với người không tệ, sao lại trù ta chứ? Chính vì trước nay đại nhân đối với tôi không mạc, Tiêu Hà mới dám liều chết khuyên can. Nếu đại nhân chịu nghe lời tôi thì coi như sẽ còn một con được sống. Tiêu Hà lại xin chúc mừng đại nhân rồi. Ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Tiêu Hà nghe nói Nguyễn Công muốn đích thân dẫn binh tiêu diệt Lưu Quý. Đúng vậy, bên trên liên tục gửi công văn xuống để thúc giục.
muốn ta đem công việc ở gia phủ giao hết cho ngươi. Vậy tôi xin hỏi binh lính thế nào? Đủ dùng? Chưa chắc. Quân của Lưu Quý tuy là ít thật, nhưng mà ai ai cũng là người không tiếc tính mạng, vì muốn tiếp tục sống mà sẽ liều mạng. Muốn tiêu diệt chúng không dễ dàng gì. Nguyễn Công dẫn binh xuất thành, trong thành lúc đó sẽ trống rỗng. Trần Thắng cách đây không xa, rất có thể tới tấn công phá thành, giết chết thủ lĩnh. Dùng Đức Phong bái toàn là người sở. Chưa biết chừng Nguyễn Công vừa mới đi khỏi thì người trong thành sẽ mở cửa đầu hàng quân sở. Vậy lúc đó chắc chắn Nguyễn Công tiến thoái lưỡng nan, thuộc hạ chạy trốn, chẳng phải chỉ còn có con đường chết thôi sao? Tiêu Tường Sử, theo như người thấy, nếu như ta mở cửa thành đầu hàng Trương Sở rồi nói ông ta dẫn binh đánh tận, như vậy có được hay không? Tiêu hạ cho rằng không thể được. Tại sao? Đại nhân đã làm huyện lệnh đã hơn 10 năm rồi. 10 năm nay Nguyễn Công giết người rất nhiều, chặt đầu cũng nhiều, chặt chân tay người ta, chung hình phạt nặng, có lẽ nhiều không đếm hết. Luật Tân rất hà khắc, trước đây người dân chỉ dám oán than chứ không dám nói. Bây giờ thiên hạ đại loạn, lòng người oán hận, Nguyễn Công càng lên cao, lúc đó tính mạng Tư Gia càng khó bảo toàn. Làm sao có thể trông mong đệ tử ở Phong Bái hưởng ứng ngài chứ? Vậy ta phải làm sao đây? Theo như ti trước thấy, Lưu Quý là người dũng cảm có gan, lại là người có gốc gác sinh sống ở đây. Nếu như Nguyễn Công có thể xóa tội gọi về, chắc chắn hắn sẽ biết ơn báo đáp, lập công chuộc tội. Nguyễn Công lợi dụng binh mã của hắn, bên ngoài có thể bảo vệ thành trì, bên trong có thể áp chế dân chúng, đó mới là thượng sách thưa ngài. Có điều tên Lưu Quý này làm sao có thể cam tâm làm việc cho ta? Đại nhân, đại nhân đúng là có ơn với Lưu Quý đó. Hắn giết sai nhà, thả dân phu còn dẫn người bỏ trốn, nhưng đại nhân lại không thẳng tay trừng trị hắn, cũng không ra tay sát hại phụ mẫu thê tử của hắn. Lúc này cho gọi hắn về cũng coi như cho hắn một con đường sống. Chẳng lẽ hắn không hiểu được đạo lý này sao? Tiêu Tường Sử, ngươi hãy thay ta lập kế hoạch thật chi tiết giúp ta. Đại nhân yên tâm, tại hạ sẽ cố gắng hết mình. Phu nhân làm vậy là vì sao? Bỏ lỡ cơ hội như vậy sẽ không còn lần nào nữa đâu. Đại nhân, tôi chỉ là một người phụ nữ, đạo lý lớn lao thì tôi không hiểu. Nhưng mà tôi biết là bây giờ hoàng đế chết rồi, nhị hoàng đế khó mà giữ được thiên hạ. Người trong thôn ai ai cũng nói Đại Tần nơi đâu cũng đang tạo phản. Trong thời khắc này ai ra mặt trước thì người đó chính là thảm nhất. Sao phu nhân lại có ý nghĩ đó? Nhớ lúc tôi còn nhỏ, thấy mấy con chó hoang ở đầu thôn tranh nhau miếng thịt. Một bầy chó cùng nhau tranh một miếng thịt, con nào nhảy vào trước không chỉ không cướp được thịt mà còn bị những con khác cắn đến mức xương cũng không còn. Phu nhân hãy suy nghĩ lại đi. Không cần nghĩ đâu đại nhân à. Lưu Quý muốn làm gì tôi không thể ngăn cản, tôi cũng chưa bao giờ ngăn cản. Đại nhân cũng biết con người Lưu Quý đã làm việc gì thì đều có cách nghĩ riêng. Tôi có khuyên gì chàng cũng không nghe. Không phải là tôi không muốn giúp, bây giờ việc tôi cần làm là có thể chăm sóc tốt mọi người trong nhà, để cho họ được ăn no, được mặc ấm. Tôi chỉ có thể làm bấy nhiêu thôi. Đây là thứ mà ta muốn gửi cho Lưu Quý. Gặp huynh ấy, cậu phải đưa tận tay nghe. Trên đường không được mở ra. Đại nhân cứ yên tâm, tôi đã nhớ rồi. Nếu như huynh ấy có nghi ngờ gì, hãy giao kiếm của ta cho huynh ấy. Dạ. Đi đường nhớ cẩn thận nữa. Dạ. Đi đi. Trời.
Hà Hồ Anh, nè, qua đây. Qua đây. Đúng là mọi người rồi. Cuối cùng tìm được mọi người rồi. Quý ca đâu? Ở dưới núi. Dưới núi. Đi, đi thôi. Tôi có tin dự báo cho mọi người đây. Nè, từ từ nha. Huynh đệ, tình hình ở trong huyện thế nào rồi? Đại ca, thư Tiêu đại nhân gửi cho huynh nè. Đệ tử nói xem ông ấy báo gì. Tiêu đại nhân nói huyện lệnh đại nhân cũng sắp làm phản rồi. Hả? Ông ấy kêu mọi người mau chóng xuống núi. Hả? Được lắm, huyện lệnh muốn phản à. Ê, vậy chúng ta mau về huyện bái. Huyện bái bây giờ là của chúng ta rồi. Đại ca, huynh còn do dự gì nữa? Ta cảm thấy chuyện này có hơi kỳ quặc. Có gì mà kỳ quặc chứ? Trời ơi, đây là chuyện tốt mà. Đúng rồi, đại ca, huynh mau chóng quyết định đi, nếu không các huynh đệ sẽ mất hứng đó. Cứ lên đường đi, còn hơn là chết ở nơi sân cốc quan giả này đó. Quý ca, đi thôi. Cũng được. Được. Nói với các huynh đệ chuẩn bị xuống núi. Được lắm, đi thôi, đi thôi. Đi nào, đi nào. Đi thôi. Đứng lại. Hả? Sao vậy hả đại ca? Ta cảm thấy không đúng. Sao vậy? Có gì không đúng? Nhất định là có âm mưu. Không thể nào. Sao lại không thể nào? Tiêu đại nhân là người ra sao? Dựa vào quan hệ của huynh với Tiêu đại nhân, huynh nghĩ Tiêu đại nhân lừa huynh sao? Không phải là Tiêu đại nhân làm, mà là quyền lệnh làm đó. Quyền lệnh? Mọi người nghĩ xem, ông ta đang làm quyền lệnh, tại sao lại nhường quyền thành cho chúng ta? Chúng ta là phạm nhân, bị tội chết bỏ trốn, sao ông ta lại về phe của chúng ta chứ? Không đúng, nhất định không đúng rồi. Huynh đệ. Đại ca, chắc là phải làm phiền đệ rồi. Xuống núi vào thành coi thử hả? Coi thử tình hình rốt cuộc là như thế nào. Đợi đi ngay đây. Mọi người nghỉ một chút, nghỉ một chút. Nghỉ một chút. Nghỉ đã, ngồi xuống nghỉ đi. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Đợi. Cứ ở trên núi đợi chết đói hay sao? Còn hơn là bị đánh chết mà. Đợi đi. Công tào đại nhân. Công tào đại nhân. Quyền công có lời mời. Ta biết rồi, ngươi đi trước đi, ta sẽ đi theo mày. Quyền công nói rồi, kêu tiểu nhân lập tức mời được công tào đại nhân tới bàn đại sự. Bây giờ đại nhân không đi, tiểu nhân biết ăn nói làm sao đi. Được rồi, vậy thì đi thôi. Mời đại nhân. Mời. Quyền công có lệnh. Quyền công có dặn dò gì vậy? Lại đây.
Để nhận mau đi thôi. Đại nhân, chạy mau. Cho còn bao xa nữa? Không mau, sắp tới rồi. Đâu? Ở đằng kia. Tiêu đại nhân. Lưu quý. Luca. Luca. Tiêu đại nhân. Lưu đại quý. Ca. Sao rồi? Có thể quay về huyện bái được chưa? Đại ca, Trung Nguyên lệnh đó biết được đại ca và Tiêu đại nhân là chỗ thân tình, hắn liền lập tức giở trò nuốt lời, muốn giết chết hai người đó. À, cái gì? Mai sau tôi đề phòng, đại ca. Tôi để chạy nhanh tới nỗi trục xe gãy tan tành luôn rồi. Lưu quý à, không được quay về đâu. Tình khốn huyện lệnh đã ra lệnh cho đóng hết cửa thành lại rồi. Hắn dồn hết già trẻ nam nữ ở trong huyện, toàn bộ lên hết trên cổng thành coi thành cho hắn. Biết rằng mọi người ở đây bị đói bao nhiêu ngày rồi, nhưng mà quay về là chết chắc đó. Nhất định không được quay về. Ngươi phải nghĩ cách khác đi. Kể cả các huynh đệ, làm sao đây? Vậy thì không đi nữa. Vẫn là ông đại ca nói phải đó. Nếu như chúng ta đi trúng mai phục thì coi như là mất mạng. Quay về mang đảng đi. Ở đây đây sẽ bị chúng giết thôi. Phải rồi. Hả? Đại ca, đừng quay về nữa. Chúng ta cứ ở trên núi này, ít ra vẫn còn được sống có phải không? Dơ dẫn. Ở trên núi sống sót được sao? Còn phải đợi cho tới khi nào nữa đây? Ta hỏi các ngươi, có quay về hay không? Đừng quay về. Có về không? Không về, không về, quay lại núi đi, đại ca. Quay lại núi đi. Được. Các người đã muốn ở lại thì cứ ở lại đi. Lưu quý ta, quay về. Đại ca. Chuyện này sao đây? Chúng ta cũng đi thôi. Nói gì đi ông sĩ? Chúng ta cũng đi thôi. Đi thôi, nhanh lên đi. À, đi thôi. Đi thôi. Đi nhanh lên. Đi, mau lên. Đi theo đại ca. Đi thôi, nhanh lên. Quý ca, quán, xuống núi liệu có chuyện gì không? Không biết có nguy hiểm không? Đừng lo nữa, chúng ta cứ đi theo đại ca đi. Nè, người trên kia nghe đây. Các người trong thành lâu ngày, những chuyện bên ngoài các người vốn không hiểu gì hết. Tần Dương đã bắt đầu khởi binh rồi, sai 2 vạn binh mã sắp sửa tới đây rồi. Người đừng ở đó mà bao qua. Ba tánh trong thành này chỉ có đi theo ta mới giữ được mạng sống. Còn lũ phản loạn các ngươi, tru di cửu tộc hết. Tru tên khốn nhà ngươi đó. Cái tên khốn nhà ngươi, đồ cẩu quan nhà Tần, thư của Tần gia tướng quân đang ở đây nè, ngươi hãy coi đi. Nhận lấy. 2 vạn đại quân đã tới huyện Tiết rồi. Chưa đầy 1 ngày nữa chúng sẽ tới đây. Tần Dương và người nước sở chúng ta đều là người nước sở, người một nhà, không thể tàn sát lẫn nhau. Các đồng hương, nếu mọi người giúp tên cẩu quan nhà Tần kia, khi mà đại quân tới đây phá thành tiến vào, sẽ tru diệt cửu tộc không chừa một ai. Ngươi ăn nói sằng bậy.
ở đâu ra đại quân Tần gia nào chứ? Ta nói thật cho các người biết, ta đã xin cứu viện của quận thủ, viện binh của đại Tần sắp sửa tới đây rồi. Nếu binh mã mà tới, lũ phản tặc các ngươi chết không còn một tên. Phóng tiễn! Phóng tiễn! Tên khốn nhà ngươi, hãy đợi đó! Chết tiệt! Quý ca, tên khẩu quyền lệnh đó hắn quyết không chịu mở cửa thành. Tường thành vừa cao vừa kiên cố, để chửi mắng tám đời tổ tông nhà hắn nhưng hắn không chịu mở. Đệ có nói viện binh quân sở sắp tới đây rồi không? Nói rồi, nhưng mà tên khốn nó cũng không chịu mở. Không dọa được hắn. Tiêu đại nhân, xem ra chúng ta chỉ còn cách tấn công. Không được, thành cao cửa rộng, không thể tấn công. Không kịp nữa rồi, lỡ như sáng sớm mà quân Tần mà tới đây thì chúng ta khác nào chờ chết chứ. Tấn công đi. Tôi đưa người đi, nhất định sẽ đánh đổ cổng thành. Tôi không tin là nó vững chắc tới mức không thể đổ. Các huynh đệ, đi theo ta. Các huynh đệ, sống lên. Phóng tiễn. Tấn công. Bỏ xuống đi. Nào, thương. Chuẩn bị. Lâu lên. Đứng lên, sống lên. Mùi nè, đứng lên. Sống lên. Đẩy mạnh đi. Đẩy mạnh nữa lên. Đẩy mạnh lên. Đẩy đi. Ta thấy chắc không phá được đâu. Chúng ta nghĩ cách khác thôi. Được. Ở bên kia. Được. Chào quân đệ. Chào quân đệ. Cổng thành này dày quá, không có sâu đổ được đâu. Mau dựng thân cây này lên đi cho ta. Ta sẽ leo lên. Bỏ lên. Hạ hầu anh, ta đỡ người lên đi. Hạ hầu anh,
Hỏa tiễn mạnh quá, chúng ta tạm lánh trước đi. Được đi, cố lên, mạnh lên. Chết đi, đúng chết ha. Đây à, hàng khoái, hàng khoái. Đánh ra. Đi, đi mau. Đi khoai. Nè. Hoàng khoai à, họ đứng lên. Không sao chứ? Thấy là cửa thành này khó công kích quá. Cháu quân lễ, họ rút lui. Cậu hoàng hay đợi đó. Cái tên cậu quyền lên kia. Cậu quyền đợi đó. Đợi đó. Cậu hoàng hay đợi đó. Lão già sẽ quay lại xử lý ngươi. Đi mau, bảo lên. Chết tiệt, cửa thành này có sổ đổ thiệt chứ. Đại nhân, có quân cứu viện thật chứ? Vậy quân cứu viện ở đâu? Quân thủ đại nhân, nghe nói huyện bái có loạn lạc, lệnh cho phó tướng Chu tướng quân dẫn theo 1.000 người ngựa tới tăng viện. Có điều những nơi cần dẹp loạn rất nhiều, đại quân trước hết tới những huyện lân cận, 2 ngày sau đó mới có thể tới thành huyện bái giúp đại tướng quân tiêu diệt loạn tặc. Nè, gần đây quân đội của Tần gia viện trợ cho Chu Sở thì sao? Tần gia lại là một đại tướng ở bên cạnh Tần Dương. Ông ấy vừa mới bị thất bại ở Đảng Sơn, chúng ta còn bắt được rất nhiều lính của hắn nữa. Mọi người đã nghe thấy hết chưa hả? Quân viện trợ của Chu Sở căn bản không hề tồn tại, đó chỉ là tên tiểu tử Lưu Quý gạt chúng ta mà thôi hả? Quân viện trợ của chúng ta sắp sửa tới đây rồi đó, chỉ cần cố gắng đợi 2 ngày nữa tiêu diệt Lưu Quý. Dạ. Người đâu? Có. Mau truyền tin tức này ra ngoài toàn thành để cho tất cả mọi người đều biết hết. Rồi dẫn vị quân sư này và cả huynh đệ cậu ấy ở ngoài thành đi nghỉ ngơi cho tốt đi. Dạ. Tạ đại nhân. Đại nhân, mau nhìn bên đó. Đại nhân, về xem. Đại nhân, xin tha mạng, chúng tôi đầu hàng. Đại nhân, chúng tôi đầu hàng. Xin hãy tha cho tính mạng của chúng tôi đi mà. Chúng tôi cũng chỉ là bị Lưu Quý ép buộc, Tần Dương sắp tới rồi, chúng tôi không muốn chết. Đại nhân, xin tha mạng. Xin tha mạng. Đại nhân, tha mạng. Xin tha mạng. Xin tha mạng. Xin tha mạng. Đại nhân, tha mạng. Mở cửa thành ra, cho bọn họ vào đây, dẹp yên được bọn họ. Mở cổng thành ra. Mau, đi thôi. Nhanh lên, đi mau, đi mau. Lên, lên. Đại nhân, đại nhân, tên Lưu Quý đó vốn dĩ binh mã rất ít, bây giờ hắn lại càng lực mỏng thế yếu, sao chúng ta không chủ động xuất kích quét một trận bắt gọn luôn? Chúng ta sẽ đợi ở đây, cho dù hắn có 3 đầu 6 tay cũng không thể bay lên thành này được. Đợi quân viện trợ của chúng ta tới sẽ làm cho hắn chết không toàn thây. Tại hạ chỉ sợ là đem về lắm mộng thôi. Đó chính là ác mộng của Lưu Quý đó. Ngươi cũng vừa mới nhìn thấy rồi, thủ hạ của hắn đều là những thứ tham sống sợ chết, vì xin miếng cơm ăn mà bỏ hắn ta. Ngươi và ta đánh cược xem thế nào, không tới lúc trời sáng bọn họ sẽ có nội chiến. Tới lúc đó không cần tới chúng ta ra tay nữa. Đại nhân anh minh. Đi. Kìa cả, hai tên này định chạy. Ta
ta hận nhất là không trung thành. Tiêu đại nhân, làm theo quy định đi. Lâm Trận bỏ chạy, đem trảm đi. Xin tha mạng, xin tha mạng, xin tha mạng, xin tha mạng. Không nghe thấy sao? Trảm. Xin tha mạng, 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 xin tha mạng. Xem ra trận này chúng ta không nên đánh. Quý ca, nếu trận này không đánh thì quyền bá chúng ta không cần nữa. Cần, nhất định phải cần. Các ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Đi thôi. Được. Được. Phải nghĩ ra cách thôi. Có. Sáng sớm ngày mai, các người hãy dâng tôi lên. Dâng người lên sao? Tới đây, tới đây. Mau lên, mau lên. Mau lên, mau lên. Thả ra. Mau thả ta ra đi. Ung sĩ, cái tên khốn nhà ngươi, ngươi dám bắt đứng ta. Thả ta đã mau. Ta đã nói rồi mà, thả ta ra đi. Ngươi xem, quả nhiên là nội chiến. Đại nhân liệu tính như thần, hạ quan bái phục. Tên khốn, các người bắt đứng ta. Thả ta ra. Thả ta đã mau. Các ngươi là lũ phản đồ, các người dám bắt đứng ta. Quyền lệnh đại nhân, đã bắt được phản tặc Lưu Quý rồi. Cho bọn họ vào. Đại nhân, khoan đã. Đứng lại. Chỉ có một người đưa hắn ta vào thôi, những người khác lui ra phía sau. Đợi ta kiểm tra là đúng, chặt đầu hắn, những người khác mới được vào đây. Không cần phải cẩn thận như vậy. Người xem, coi bộ dạng của chúng đi, trông thê thảm tàn tạ tới như vậy, giống như là một bầy chó vậy đó. Đại nhân, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Cứ theo ý của người. Dạ. Nghe rõ chưa? Thế nào hả? Tuân lệnh. Tuân lệnh. Tên phản tặc này. Nè, đứng yên. Mau đưa tên phản tặc Lưu Quý vào thành máu đi. Dạ. Qua đi. Cái tên khốn nhà ngươi, các ngươi sẽ không chết tốt đâu. Cửa thành lại cho ta. Ngươi chính là Lưu Quý. Không ngờ có đúng không? Ngươi cũng có ngày hôm nay hả? Không được cử động. Lùi ra sao? Ai cử động ta sẽ giết ông ta. Rồi.
mở cửa thành ra mau. Dạ. Người muốn làm gì? Mau bỏ binh khí xuống. Hầu qua đây. Đừng quý, tình phản tặc nhân ngươi. Quân Tần lúc này đang trên đường tới, nghe được Nguyễn Bái đã mất, hơn 1.000 binh mã quân Tần đã quay đầu rút quân, từ bỏ ý định tiếp diện cho Nguyễn Bái. Từ đó, quân của Lưu Quý trước đây thường sống ở các khu núi Quang Du. Cuối cùng thì bọn họ cũng có dùng đất của riêng mình. Hàm Dương. Cấp bao! Phản tặc đang bình định! Phản tặc hiện đang bình định! Cấp bao! Phản tặc liên tiếp thua trận! Cấp báo! Quân Tần xuất 3.000 binh mã đã giết 5 vạn địch.